Chào cả nhà, xin giới thiệu với cả nhà, đây là hồng cổ Sapa nhé. Cổ Sapa trồng ở Ba Vì, đấy núi Ba Vì kìa. Các bạn nhìn thấy núi Ba Vì không? Đấy, núi Ba Vì. Đây cổ Sapa. Hoa hồng cổ Sapa trồng ở trên khu vực Ba Vì và là cả cái khu vực Hà Nội này, nó có một cái điểm là thứ nhất là hoa nó sẽ không được đẹp bằng ở trên Sapa. Đấy, cái đấy là cái đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà có một cái khó khăn trong trồng và chăm sóc, đó là ở trên vùng này rất nhiều sương muối. Đây, quay lại, quay trực tiếp cho các bạn xem nhé. Đấy, mình quay toàn cảnh cái cây Sapa, cổ Sapa cho mọi người xem. Mọi người có thấy là cái hoa nó không nở to được không? Nó chỉ trúng chím thôi. Nó bông chăm sóc rất là tốt nhưng mà bông nó cũng vừa phải đây này. Đó. Đấy bông, bông bé mini. Đó, bé mini. Đó, đây. Ở trên này là cái nó bị sương muối thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như thế này. Đây mọi người thấy nhá. Đó, sương muối nó táp này. Hầu như hỏng hết cánh ngoài, ở trong là không nở được luôn. Coi như kiểu như là chột luôn. Đấy, đây này. Đó. Thấy không? Đó. Đó. Wow. Đó. Cái cây này thì cao khoảng 1m8. Tính từ gốc nhé, không tính chậu. Đây, gốc cũng rất là to. Đấy. Gốc này là to bằng cái hộp, cái lọ sữa su su của trẻ con. Đấy. Thấy không? Thấy không? Mọi người thấy đẹp không? Đấy. Giữa núi Ba Vì luôn. Đấy, đây là cây thứ nhất nhé. Tiếp tục mình quay sang cái cây cổ Sapa thứ hai này. Đây. Cũng đẹp ấy chị nhỉ. Cây này thì cao, phần gốc ở trên thì chỉ khoảng 1 mét thôi, mét hoặc 1m2 thôi. Cả chậu nữa thì khoảng 1,5 m. Cây rất là đẹp nhá. Hoa cũng rất là nhiều. Hoa rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng vẫn bị tình trạng là bị sương muối. Cho nên hầu như là bông hoa nó bị bé, bị hỏng luôn những cái cánh ở ngoài đây. Đấy. Đúng ra là cái hoa nó nở là phải đẹp lắm. Hôm nay là cũng vào đầu hè rồi, là tháng 4 rồi. Cho nên là cái thời tiết ở Hà Nội nó khác ở trên Sapa. Chính vì thế cho nên là hoa nó không được đẹp như ở trên Sapa. Sapa mùa này thì cánh hoa của nó đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn. Thế nhưng mà bởi vì là cái hồng cổ Sapa này, cái lượng hoa nó nhiều, cánh và cái màu nó cũng đẹp. Thế cho nên là nhìn cái vườn thì trông nó vẫn bắt mắt. Đó, cây hoa này thì nó cũng rất là bắt mắt. Đó. Hoa rất là sai, nhưng mỗi tội là hoa bé. Mỗi tội hoa bé.
chưa nhé, cánh hoa rụng đầy sân luôn. Cánh hoa rụng rất là nhiều ở sân. Đó. Tuyệt vời chưa? Mọi người xem video nhớ ấn kênh, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Vườn hồng mình thì rất nhiều cái loại hồng. Đấy, rất nhiều các loại hồng và mỗi thời điểm nó sẽ có một cây ra hoa khác nhau. Đấy. Mình tiếp tục quay đến cái cây này cho mọi người xem là cái lộc của nó như thế này. Đấy. Lộc của nó lên tốt này. Đấy không? Đấy, đây cổ Sapa nhá. Ở vườn có khoảng chục cái chậu Sapa to như thế này là quá mỹ mãn rồi các bạn ạ. Cuộc sống chỉ cần như thế thôi. Đó. Góc view rất là đẹp, vừa ngắm núi vừa ngắm hoa. Hoa một bên và núi một bên. Thấy tuyệt vời chưa? Mình xin dừng video ở đây nhá. Hẹn một dịp khác những cây Sapa này của mình, cổ Sapa này nó sẽ nhiều hoa thì mình sẽ tiếp tục quay video để phục vụ mọi người ngắm hoa, yêu cổ Sapa, yêu hoa hồng cổ Sapa. Chúc mọi người sức khỏe.